Các bạn nghĩ thế nào khi tôi dùng xe này để chuyển hàng vào kho? Xe này bị chuyển vàng, anh đi mua này chuyển vàng vào kho. Không, chuyển hàng vào kho, tôi chuyên kinh doanh vàng mà. Vàng vào kho. À, xin chào các bạn, tôi là Hùng Senen ANV Việt Nam. Hôm nay có rất nhiều các vị khách đến thăm công ty của tôi. Đây toàn là những vị khách quý không à. Đấy, có một anh đang thử chiếc siêu phẩm xe nâng Unicarrier của Nhật Bản, nhập khẩu Nhật Bản nhá. Xe này đời cao, rất là đẹp. Đây có cả anh phong thủy. Úi rồi, nhà mình hôm nay khách nhiều quá. Đấy, các bạn hôm nay, các anh chị hôm nay xóa đi. Đưa lại. Rồi. À, ông khách này ông ấy không cần đâu. Nếu mà mẻ xe là có vàng giáp vào đấy ngay. Còn đây. Lái hơi bị ác luôn. Bác này bác tay mơ nhưng mà bác lái rất là chuẩn. Tốc độ luôn. Đây, tốc độ. Ai đứng lên để anh thi tập cẩu ấy. Các bạn nghĩ thế nào khi tôi dùng xe này để chuyển hàng vào kho? Xe này bị chuyển vàng, anh đi mua này chuyển vàng vào kho. Vàng vào kho. Không, chuyển hàng vào kho, tôi chuyên kinh doanh vàng mà. Vâng, anh này là anh Kim Doan, chủ tiệm vàng lớn nhất thị trấn Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Anh có một trải nghiệm rất là thú vị về lái chiếc xe nâng. Chuyển vàng vào kho à? Rất là thú vị luôn nha.